chảy be bét dầu đây. Và đây do quy lát này, chảy nước anh em nhìn này. Đấy, nhìn này, xỉn hết nước này. Bảo sao hao nước đây anh em nhìn này. Nhá, em quay kỹ này. Một là do nguyên nhân đổ nước kém chất lượng. Đây, tất cả các cái đường nước nó dột hết xuống đây. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Chào tất cả các bác nhá. Em là Sông Bốn Bánh đây. Hôm nay nó chia sẻ các bác là làm cái vụ coi như là hao dầu này, hao nước này, khó nổ máy này, và cái bệnh là rút rung giật này của con Lacetti EX Việt Nam nhé, đời 2004, con này của bác ở Hải Dương. Thì trước khi làm cái bệnh này em cũng và nổ máy lên, con này nổ máy lên có tiếng kêu nhá, gõ nhá trong mặt máy với lại bít tông. Thì trước khi làm em cũng chia sẻ anh em luôn là con xe này một số cái tổng quan, anh em nhìn dây điện đây, đây tất cả những đường dây điện này các bác cái cắt nối này, anh em nhìn này nó rất chi là ghê nhá, đấy trông rất sợ, nhìn này, anh em nhìn này. Đấy, và đồng thời em cũng đã hạ cái máy nó xuống đây rồi, xem tổng quan nhá, chia sẻ tổng quan cho anh em nhá. Nhìn này, từ những cái cút nước này anh em nhìn này, không biết là làm ở đâu, cho đến tất cả những cái cút mà co báo dầu các thứ này, dán keo này, chảy tè le tè lét đây, dầu máy đây, anh em nhìn đấy nhá. Em chưa làm gì đâu, đây em mới có đây anh em nhìn này, keo kiếc nhìn này, đấy. Và đồng thời sơ lược qua cả hộp số nhá, chảy be bét đây, dầu mỡ này. Anh em nhìn này, đây dán keo silicone này, đây. Và đặc biệt anh em nhìn đây, thợ làm đây, không biết là ở đâu làm đây, anh em nhìn này, những cái đường keo nhìn này ghê quá đi thôi, chảy be bét dầu đây. Và đây do quy lát này, chảy nước anh em nhìn này. Đấy, nhìn này, xỉn hết nước này. Bảo sao hao nước đây anh em nhìn này. Nhá, em quay kỹ này. Một là do nguyên nhân đổ nước kém chất lượng. Đây, tất cả các cái đường nước nó dột hết xuống đây. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Cổ hút này, nhìn này, cháy sun hết rồi, con này chạy trong tình trạng nóng máy nhiều và chảy dầu be bét hết. Đấy, thì qua đây em chia sẻ anh em luôn, trước khi làm bác này thì em chia sẻ tổng quan là con máy này rất chi là nát. Đây, đổ cái nước xanh, cái loại rẻ tiền nhất. Nước xanh rẻ tiền thì nó sẽ nhanh hỏng máy nhá anh em nhé. Thì em chia sẻ anh em luôn. Và tí nữa em dỡ ra, đây, tất cả các đường điện, bobin các thứ đây. Gắn keo bắn be bét, keo thì cũng tốt thôi nhưng mà làm nó không theo cái quy luật định luật được cả. Thì qua đây em chia sẻ anh em tổng quan con máy Lacetti Việt. Trước khi em mổ ra em làm lại và sẽ băng bó lại dây điện và xem lại cho nó về nguyên bản cho bác một số thứ nó liên quan đến hệ thống điện điều khiển phun xăng và đánh lửa tất cả các đường ống nước này. Các bác nhìn này, nhìn này, chán luôn, nghĩ mà chán luôn ấy. Lấy con xe về chạy được vài tháng xong là đấu đối là nhìn là chán luôn, không biết bác ấy mua ở đâu. Nếu mà nói thật sự luôn, để mà làm tâm huyết con xe này anh em cứ xác định luôn cái tiền chục triệu, đôi chục triệu thì mới ngon được. Em chia sẻ anh em luôn. Đấy, có một số bác làm và cũng đã lấy đồ thì đã hiểu rồi, tiền nào của đấy thôi. Với con xe này em nói luôn, đồ vật tư phải dùng hàng GM chạy mới ngon được nhé. Hàng GM, gọi hàng GM liên doanh với Mỹ nhé, thì mới ngon được. Chứ còn những cái một số cái vật tư khác chạy không ngon đâu nhé. Thì đây em chia sẻ anh em vậy, để anh em biết là khi làm nó sẽ có những cái mà anh em phải hiểu là hàng GM thì nó sẽ rất đắt chứ nó không hề rẻ tí nào. Đấy, thì nhà em làm một số cái lòng bè trong xoáy là đều là hàng chính hãng luôn. Còn một số cái có thể nhôm nhựa là những cái hàng người ta gọi là tốt dùng được trên thị trường, nó đỡ tiền thì cho anh em thôi. Còn tất cả đều phải là hàng chính hãng nhé. Cái gì chính hãng là phải chính hãng chứ không thể coi như là lẩm khẩm được. Để làm một con máy tâm huyết để mà chạy ngon, nói thật bản thân em làm mà không ngon, sản phẩm lên không ngon em cũng không vui đâu, vì mình thấy mình nó không vào việc. Thì qua đây em chia sẻ anh em trước khi làm con máy này, tất nhất là cái hệ thống của nó đến đây là nó rất chi là kém và cực kỳ là nát. Đấy, tất cả đường keo chuẩn, nó còn có cái bát ở đây nhá, có cái bát ở đây gắn ở đây nhá. Đấy, trước họ làm họ ném đi rồi. Thì đấy em nói luôn, chia sẻ anh em vậy.
thì qua đây chia sẻ anh em để trước khi làm để quay cho cái bác chủ để bác ấy biết là xe của bác ấy khi dỡ ra nó như thế nào, và tí em dỡ ra kiểm tu em sẽ chia sẻ anh em. Vậy nhá, em làm việc đây.